Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình, và kênh của mình là Đi Để Trải Nghiệm. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại thành phố biển Vũng Tàu, nơi được cho là nhiều chùa đẹp, trong số đó có một thiền viện mang phong cảnh thơ mộng hữu tình, không gian đậm chất thiền vị, đó chính là thiền viện Chân Không. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến nơi đây để tham quan cảnh đẹp thiên nhiên cũng như bái Phật nhé các bạn. Vừa bước tới nơi đây, mình cảm thấy thanh bình hiện ra trước mắt, xung quanh nhiều cây được tạo hình gọn gàng, khiến cho mình vừa bước đến ngôi chùa được thoải mái, như là hòa mình vào thiên nhiên. Đặc điểm nổi bật nhất của thiền viện Chân Không đó chính là bức tượng Phật khổng lồ bằng vàng, được điêu khắc vô cùng tinh xảo và mang vẻ uy nghiêm của Đức Phật. Pho tượng được khánh thành trong năm 2021, thu hút rất nhiều Phật tử đến tham quan chiêm ngưỡng sự hoành tráng to lớn của công trình đặc biệt này, cũng như có thể cảm nhận được đang ở Đức Phật, tạo cảm giác yên tĩnh thư thái. Bức tượng được đặt ở vị trí cao nhất của thiền viện hướng ra Biển Đông, kết hợp với sắc vàng óng ánh của chất liệu khiến cho pho tượng đẹp và nổi bật. Có một khu vực rộng lớn, bao quanh là núi cây xanh và điện thờ. Và bây giờ mình mời mọi người cùng tham quan chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thiền viện Chân Không cùng mình nhé. Let's go! Thank you.